sách VietJack, tủ sách ôn luyện kỳ thi vào 10, tổng hợp trọng tâm kiến thức 6, 7, 8 và 9, giải mã tuyển tập đề thi các trường, luyện thi thần tốc. Truy cập ngay shopee.vn/VietJack Official Store. Cô Hạnh xin chào tất cả các bạn học sinh thân mến. Chào mừng tất cả các bạn đến với bài học ngày hôm nay của chúng ta. Và trong bài học ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu bài tiếp theo trong chương số 5 về đường tròn. Vậy thì bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi nghiên cứu phần kiến thức như thế nào. Các bạn cùng chú ý vào cho cô phần bài toán khởi động nhé. Các bạn quan sát cho cô này. Người ta gieo một đồng xu hình tròn bán kính là 1 cm. Các bạn quan sát cho cô hình vẽ. Rồi, gieo cái đồng xu này hình tròn có bán kính 1 cm lên một tờ giấy trải phẳng. Trên tờ giấy đó có vẽ những đường thẳng song song, cách đều. Tức là những đường thẳng song song mà khoảng cách giữa hai đường thẳng bất kỳ nằm cạnh nhau luôn bằng nhau. Đấy, các bạn quan sát nhé. Ví dụ, hai cái đường thẳng này gần nhau thì nó sẽ cách nhau đúng một khoảng bằng cái hai cái đường thẳng mà kẹp giữa cái đồng xu này. Đấy, được chưa? Rồi, bây giờ nếu khoảng cách ấy luôn bằng 2 cm thì có thể xảy ra những trường hợp nào sau đây? Vì sao? Câu A, đồng xu đè lên một đường thẳng, tức là đồng xu che khuất một phần của đường thẳng. Rồi, trường hợp B là đồng xu không đè lên đường thẳng nào. Và trường hợp C là đồng xu đè lên nhiều hơn một đường thẳng. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đặt tên cho cô các cái đường thẳng có trong hình vẽ này. Sau đó chúng ta xem cho cô xem là nó sẽ xảy ra những cái trường hợp nào ở trong 3 trường hợp mà đề bài nêu ra nhé. Đây, cô sẽ đặt tên cái đồng xu, tên các cái đường thẳng này là A, B, C và D này. Các bạn quan sát nhé. Đây, các bạn lưu ý cho cô là gì? Là người ta cho cái đồng xu này hình tròn, các bạn lưu ý này, có bán kính là 1 cm, đúng không? Bán kính mà là 1 cm thì đường kính sẽ là 2 x 1 và bằng 2 cm. Đấy, vậy bây giờ các bạn sẽ tính cho cô cái đường kính của đồng xu này trước này. Đặt tên các đường thẳng ABCD như hình vẽ. Rồi, đường kính của đồng xu sẽ là 2 x 1 bằng 2 cm. Rồi, bây giờ chúng ta dựa vào cái đường kính này để chúng ta xem là nó sẽ như thế nào. Các bạn quan sát này, ở trong trường hợp A là đường kính của đồng xu các bạn thấy là 2 cm và nó chính là bằng khoảng cách giữa hai đường thẳng song song. Ví dụ ở đây chúng ta thấy là khoảng cách giữa đường thẳng B và đường thẳng C nó song song với nhau, đúng không? Khoảng cách này nó bằng 2 mà 2 này thì nó cũng chính là bằng đường kính của cái đồng xu. Vì vậy mà khi đó chúng ta sẽ thấy rằng là đồng xu sẽ đè có thể lên một đường thẳng. Đấy, tức là đồng xu nó che khuất một phần của đường thẳng. Đấy, các bạn quan sát nhé. Đây, nó sẽ che khuất một phần của đường thẳng này. Đấy, nhìn thấy không? Rồi, vậy thì trường hợp A có thể xảy ra, đúng không? Rồi, tiếp theo B là đồng xu không đè lên đường thẳng A và đường thẳng D. Rồi, trường hợp B là người ta hỏi xem là cái trường hợp này có xảy ra không này. Trường hợp B là đồng xu không đè lên đường thẳng nào. Thì chúng ta thấy rằng là đồng xu này không đè lên đường thẳng A và đường thẳng D, đúng không? Vậy trường hợp B này cũng có thể xảy ra. Rồi, còn trường hợp C là gì? Đồng xu đè lên nhiều hơn một đường thẳng. Đồng xu các bạn thấy là chỉ cắt tối đa một đường thẳng, tức là đè lên một đường thẳng thôi. Hoặc là đồng xu nằm giữa hai đường thẳng như cái hình vẽ, nằm giữa hai đường thẳng B và C như thế này thôi. Chứ nó không thể nào mà đè lên cả hai đường thẳng nào đó được, đúng không? Vậy trong cái trường hợp C này thì chúng ta thấy là không xảy ra trường hợp C là đồng xu gì đấy đè lên nhiều hơn một đường thẳng là không thể nhé. Đấy, rồi vậy qua cái phần này thì chúng ta sẽ rút ra được cho cô cái kết luận như sau. Đấy là gì? Các bạn sẽ nhìn thấy cho cô cái đồng xu này, các bạn thấy nó không đè lên đường thẳng A và đường thẳng D, đúng không? Đấy, thì khi đó chúng ta sẽ nói rằng ví dụ đường thẳng A này, và các bạn tưởng tượng cho cô là đồng xu này chúng ta ví dụ gọi là một đường tròn đi. Đường thẳng A này là một đường thẳng. Thế thì khi đó cô sẽ nói rằng đường thẳng A và đường tròn này không giao nhau. Được chưa? Rồi, tiếp theo là chúng ta thấy là đường thẳng B và cái đồng xu này chúng ta thấy chúng ta sẽ có là đường thẳng B này tiếp xúc với đường tròn. Đấy, rồi, được chưa? Rồi, vậy thì ngoài ra thì còn có những cái trường hợp nào về đường thẳng và đường tròn liên quan đến vị trí tương đối của chúng nữa thì cô và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay, đó là bài số 16 nhé. vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Trong bài 16 này chúng ta sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất đó là vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Phần thứ hai là dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn. Và phần thứ ba sẽ là hai tiếp tuyến cắt nhau của một đường tròn. Bây giờ chúng ta cùng vào cho cô phần 1, vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem là số điểm chung của đường thẳng và đường tròn. Số điểm chung của đường thẳng và đường tròn này. Bây giờ chúng ta cùng vào câu hoạt động số 1. Cho đường thẳng A và điểm O. Đây, các bạn quan sát này. Cô sẽ có 3 trường hợp nhé. Cho đường thẳng A và điểm O như hình vẽ. Gọi H là chân đường vuông góc hạ từ O xuống đường thẳng A. Và A là một điểm thuộc tia OH. Trong mỗi trường hợp sau đây, hãy vẽ đường tròn tâm O bán kính OA và cho biết đường thẳng A và đường tròn tâm O bán kính OA có bao nhiêu điểm chung. Rồi, bây giờ trong trường hợp A này chúng ta vẽ cho cô đường tròn tâm O bán kính OA các bạn nhé. Rồi, đường tròn tâm O bán kính OA này, chúng ta thấy xem là cô đã vẽ rồi. Vậy bây giờ người ta hỏi chúng ta là cho biết đường thẳng A này và đường tròn tâm O bán kính OA này có bao nhiêu điểm chung. Đấy. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy ngay là nó sẽ có mấy điểm chung đấy các bạn. À, có 2 điểm chung đúng không? Đây, 1 này. Và bên này là 2. Đấy. Rồi, thế thì nếu mà đường tròn tâm O đấy và đường thẳng A này có đúng 2 điểm chung như thế này thì cô sẽ gọi là đường thẳng A và đường tròn tâm O là cắt nhau. Đấy, vì chúng có đúng 2 điểm chung nhá. Tiếp theo ở câu B này các bạn quan sát, chúng ta lại tiếp tục vẽ cho cô đường tròn tâm O bán kính OA. Trong trường hợp là OH này nó bằng OA. Đấy, thì khi đó cô vẽ như thế này. Và ở đây mình sẽ trả lời được là đường thẳng A và đường tròn tâm O này có đúng một điểm chung, đấy là điểm A. Đấy, đúng chưa? Rồi, vậy thì trong trường hợp đường thẳng A và đường tròn tâm O có đúng một điểm chung như thế này thì cô gọi là đường thẳng A và đường tròn tâm O tiếp xúc với nhau. Được chưa? Rồi, tiếp theo trong trường hợp C là OH của cô nó lớn hơn cái đoạn OA. Bây giờ cô cũng vẽ đường tròn tâm O bán kính OA. Rồi, và cô thấy rằng là đường tròn tâm O và đường thẳng A này chúng ta thấy nó không có điểm chung nào, đúng không? Thế thì khi đó cô sẽ nói rằng đường thẳng A và đường tròn tâm O này không giao nhau. Đấy. Rồi, vậy qua 3 phần này chúng ta sẽ kết luận được cho cô về các vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn thông qua số điểm chung của chúng như sau. Đường thẳng A và đường tròn tâm O gọi là cắt nhau nếu chúng có đúng 2 điểm chung. Ý thứ hai là đường thẳng A và đường tròn tâm O gọi là tiếp xúc với nhau nếu chúng có duy nhất một điểm chung H và điểm chung ấy được gọi là tiếp điểm. Đấy, cái điểm chung đấy sẽ gọi là tiếp điểm nhé. Và khi đó đường thẳng A sẽ gọi là tiếp tuyến của đường tròn tâm O tại điểm H. Đấy, và trường hợp thứ ba, vị trí tương đối thứ ba đó là đường thẳng A và đường tròn tâm O gọi là không giao nhau nếu chúng không có điểm chung nào. Được chưa? Rồi, và qua đây chúng ta lại tiếp tục rút ra cho cô cái phần nhận xét liên quan đến khoảng cách từ tâm O của đường tròn đến đường thẳng A khi mà xét trong các trường hợp là chúng cắt nhau này, không giao nhau này, tiếp xúc nhau như sau. Trường hợp 1 là cho đường tròn tâm O bán kính R, gọi D là khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng A thì ta có kết quả như sau. Đường thẳng A nó sẽ cắt đường tròn tâm O bán kính R khi D nhỏ hơn R. Các bạn quan sát nhé. Đây. Đấy. Khi D chính là khoảng cách từ tâm O đến đường thẳng A. D này nếu mà nó nhỏ hơn R thì chúng ta sẽ thấy rằng là đường thẳng A sẽ cắt đường tròn tâm O. Được chưa? Rồi tiếp theo, đường thẳng A nó sẽ tiếp xúc với đường tròn tâm O bán kính R khi khoảng cách D này đúng bằng R luôn. Đấy, hình vẽ thứ hai. D nó bằng R. Thì khi đó đường thẳng A tiếp xúc đường tròn tâm O. Tiếp, trường hợp thứ ba là đường thẳng A và đường tròn tâm O bán kính R nó không giao nhau khi cái khoảng cách từ tâm O đến đường thẳng A này nó lớn hơn R, tức là D lớn hơn R đấy. Vậy chúng ta có cái hình vẽ thứ ba. Và nhận xét thứ hai của chúng ta nữa đó là gì? Là nếu đường thẳng A mà tiếp xúc với đường tròn tâm O tại điểm H thì khi đó OH nó sẽ vuông góc với đường thẳng A. Đấy, lưu ý cho cô nhé. Đây là phần nhận xét số 2, các bạn quan sát này. Đường thẳng A mà tiếp xúc với đường tròn tâm O tại điểm H thì OH nó sẽ vuông góc với đường thẳng A. Tức là đường thẳng A này nó sẽ vuông góc với bán kính của đường tròn tam o này tại cái điểm H này luôn, tức là vuông góc với OH. Rồi bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cho cô phần kiến thức này liên quan đến vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn này, làm cho cô luyện tập số 1 nhé. Luyện tập 1, cho đường thẳng A và điểm O cách A một khoảng bằng 4 cm. Không vẽ hình, hãy dự đoán xem mỗi đường tròn sau cắt, tiếp xúc hay là không cắt đường thẳng A. Tại sao? Bây giờ chúng ta sẽ quan sát cho cô ở đây là người ta cho cái khoảng cách, các bạn lưu ý nhé. Ở đây chúng ta sẽ thấy là khoảng cách của chúng ta ở đây là bằng mấy các bạn nhỉ? Bằng 4, đúng không? Tức là D của cô là bằng 4 rồi. Bây giờ chúng ta thấy ở trong trường hợp A này thì R của cô là bằng mấy đây? 3. Trong trường hợp B, R của cô là bằng 5. Trong trường hợp C là R của cô bằng 4. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh cho cô khoảng cách D này với R. Đấy, để chúng ta có thể xem là nó tiếp xúc hay cắt hay là không giao nhau, đúng không? Thế thì trong trường hợp A chúng ta sẽ thấy như sau này, là R của chúng ta bằng 3. 3 thì nó nhỏ hơn D, đúng không? D là bằng 4 cơ. Đấy, vì vậy R mà nhỏ hơn D thì tức là gì? Nên là đường tròn tam o bán kính 3 cm nó sẽ không cắt đường thẳng A. Đấy, được chưa? Tiếp theo R của cô bằng 5, nó lớn hơn gì? D. Vậy khi đó đường thẳng này nó sẽ cắt đường tròn, đúng không? Rồi, hay là đường tròn và đường thẳng nó cắt nhau đấy. Trong trường hợp C chúng ta thấy R của cô bằng 4, nó đúng bằng bằng D luôn, cũng bằng 4. Vậy khi đó chúng ta sẽ suy ra được cho cô là đường tròn tam o và đường thẳng A này tiếp xúc nhau. Đấy là trong trường hợp luyện tập số 1 của chúng ta và cũng là phần 1. Tiếp theo cô và các bạn cùng sang cho cô phần thứ 2, đó là dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn nhé. Phần thứ 2 của chúng ta đó là dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn. Rồi, vậy thì bây giờ để nhận biết được một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn thì dựa vào dấu hiệu như thế nào? Các bạn sẽ quan sát cho cô nhé. Ở đây chúng ta sẽ cùng đi vào cho cô phần khám phá, đó là đường thẳng và đường tròn tiếp xúc với nhau khi nào. Đây. Đấy, các bạn thấy là khi mà đường thẳng A và đường tròn tam o tiếp xúc với nhau, đúng không? Thì đường thẳng A sẽ gọi là tiếp tuyến của đường tròn tam o. Vậy thì nếu mà chúng ta trả lời được cho cô cái câu hỏi là đường thẳng và đường tròn tiếp xúc với nhau khi nào, thì khi đó chúng ta sẽ nhận ra được là cách để chúng ta nhận biết tiếp tuyến của đường tròn. Đấy, vậy chúng ta sẽ cùng làm cho cô hoạt động số 2 nhé. Cho đoạn thẳng OH và đường thẳng A vuông góc với OH tại H. Câu A, xác định khoảng cách từ O đến đường thẳng A. Rồi, câu B, nếu vẽ đường tròn tam o bán kính OH thì đường tròn này và đường thẳng A có vị trí tương đối như thế nào? Các bạn sát này, cô cho đoạn thẳng OH và đường thẳng A vuông góc với OH tại H. Bây giờ câu A xác định cho cô khoảng cách từ O đến đường thẳng A. Khoảng cách từ O đến đường thẳng A sẽ là đoạn nào luôn các bạn nhỉ? Chính là OH luôn, đúng không? Rồi, trả lời câu A cho cô nhé. Câu B, nếu bây giờ cô vẽ đường tròn tam o bán kính OH thì đường tròn này và đường thẳng A có vị trí tương đối như thế nào? Đây, các bạn quan sát nhé. Cô vẽ đường tròn tam o bán kính OH như thế này. Thế thì bây giờ chúng ta thấy là vì chúng ta thấy là đường tròn này và đường thẳng A này chỉ có đúng một điểm chung, đó là H. Vì vậy mà chúng ta thấy là đường thẳng A và đường tròn tam o này tiếp xúc nhau, đúng không? Thế mà tiếp xúc nhau thì trong cái phần kết luận ở phần trước thì chúng ta đã thấy là nếu đường thẳng A và đường tròn tam o tiếp xúc nhau thì khi đó chúng ta sẽ nói rằng cái đường thẳng A đấy chính là tiếp tuyến của đường tròn tam o tại điểm H, đúng không? Vậy thì A nó sẽ là tiếp tuyến của đường tròn tam o. Vậy thì qua đây chúng ta sẽ rút ra được cho cô một cái kết luận, đó là gì? Là cách để chúng ta nhận biết được một tiếp tuyến của đường tròn đó là gì? Đó là nếu cô có một đường thẳng đi qua một điểm nằm trên một đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó thì khi đó đường thẳng ấy là một tiếp tuyến của đường tròn tam o. Đây, cụ thể ở đây cô sẽ có như sau. Cô có này, đường thẳng A nó đi qua một điểm H. H này thuộc đường tròn tam o, đúng không? Sao cho OH này chúng ta thấy nó vuông góc với đường thẳng A. Vậy thì khi đó chúng ta sẽ nói rằng đường thẳng A này chính là tiếp tuyến của đường tròn tam o. Đấy, vậy thì các bạn rút ra được cho cô phần định lý số 1 nhé. Nếu một đường thẳng đi qua một điểm nằm trên một đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó thì đường thẳng ấy là tiếp tuyến của đường tròn. Rồi, đây chính là dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn, các bạn cần học thuộc cho cô, được chưa? Rồi, Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm cho cô phần luyện tập số 2 nhé. Luyện tập 2 của cô như sau. Cho một hình vuông có độ dài mỗi cạnh bằng 6 cm và hai đường chéo cắt nhau tại Y. Chứng minh rằng đường tròn tâm Y bán kính 3 cm và nó sẽ tiếp xúc với cả 4 cạnh của hình vuông. Chứng minh rằng đường tròn tâm Y bán kính 3 cm tiếp xúc với cả 4 cạnh của hình vuông. Đấy, thế thì bây giờ để mà muốn chứng minh nó tiếp xúc, đúng không? Tức là bây giờ mình phải chứng minh cho cô cái 4 cạnh của hình vuông đấy nó chính là những cái tiếp tuyến của đường tròn tâm gì các bạn nhỉ? Tâm Y bán kính 3 cm, đúng không? Thế muốn chứng minh nó tiếp tuyến thì chúng ta phải chứng minh nó vuông góc. Đấy, vậy bây giờ cô sẽ giả sử nhá. Cô giả sử là cô có cái hình vuông ABCD này, được chưa? Rồi, cô gọi H chính là chân đường vuông góc kẻ từ Y này đến cạnh BC này trước. Đấy, thế thì bây giờ nhiệm vụ của cô là cô cần đi chứng minh rằng là ở đây chúng ta thấy là BC này, chứng minh cho cô BC chính là tiếp tuyến của đường tròn tâm Y. Đấy, tức là bây giờ chúng ta phải đi chứng minh cho cô là BC này tiếp xúc với đường tròn tâm Y bán kính 3 cm, đúng không? Thế thì theo hình vẽ này bây giờ cô sẽ có như sau. Vì ABCD là hình vuông nên theo tính chất của hình vuông chúng ta biết rồi là hai đường chéo của hình vuông thì nó sẽ vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Và ngoài ra hai đường chéo này nó lại còn như thế nào nữa các bạn? Bằng nhau. Vậy khi đó chúng ta sẽ có là IB sẽ bằng ID, IA bằng IC và 4 cái đoạn này nó sẽ bằng nhau do AC bằng BD. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có, ngoài ra thì chúng ta sẽ có là vì gì đấy? Tam giác IBC, các bạn thấy là tam giác IBC này sẽ là tam giác cân tại đâu nhỉ? Cân tại Y, đúng không? Thì IH là đường cao thì đồng thời nó sẽ là đường trung tuyến. Vậy Y sẽ là trung điểm của BC. Rồi, bây giờ chúng ta lại có ABCD là hình vuông. Vì vậy mà chúng ta có hai đường chéo AC nó sẽ vuông góc với BD. Vậy tam giác IBC sẽ là tam giác vuông tại Y. Các bạn lưu ý nhé. Tam giác IBC là tam giác vuông tại Y này. Rồi, từ đó các bạn sẽ suy ra cho cô này. Tam giác IBC vuông tại Y có trung tuyến là IH. Đấy, thì suy ra cho cô là IH của cô sẽ bằng gì đấy? IH sẽ bằng HB bằng HC. Đấy, nhớ cho cô tính chất đường trung tuyến này đó là gì? Trong tam giác vuông đường trung tuyến ứng với cạnh huyền nó sẽ bằng nửa cạnh huyền. Đấy, các bạn lưu ý ở đây nó sẽ vuông ở đây nhá. Đây, tam giác IBC sẽ vuông ở đây, vuông tại Y. Đấy, có IH là đường trung tuyến rồi. Thì suy ra cho cô là đường trung tuyến nó ứng với cạnh huyền nó sẽ bằng nửa cạnh huyền. Vậy IH sẽ bằng HB bằng HC. Được chưa? Rồi và bằng BC chia 2. Mà BC đề bài cho bằng 6 cm. Vậy thì ở đây sẽ bằng 6 chia cho 2. Vậy bằng 3. Đây bằng 3 này. Đây cũng bằng 3 và đây cũng bằng 3. Được chưa? Rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ quan sát cho cô nhé. Suy ra cho cô là đường tròn tâm Y bán kính bằng 3 cm này nó sẽ như thế nào đấy các bạn? Tiếp xúc với cạnh B gì? BC. Đấy, tại vì IH này nó là gì đấy? Nó cũng bằng 3 luôn. Đấy, mà đường tròn tâm Y bán kính 3 cm thì bán kính nó cũng bằng 3. Vậy thì khi đó chúng ta sẽ có đường tròn tâm Y bán kính 3 cm này tiếp xúc với đường thẳng BC. Đúng không? Rồi, vậy chứng minh tương tự như thế thì chúng ta sẽ thấy là đường thẳng Y, đường tròn tâm Y bán kính 3 cm nó sẽ tiếp xúc với các cái cạnh còn lại của hình vuông là cạnh AB, AD và DC. Chưa? Đấy là phần luyện tập số 2 của chúng ta nhá. Kết luận là vậy đường tròn tâm Y bán kính 3 cm tiếp xúc với cả 4 cạnh của hình vuông. Chưa nhỉ? Rồi, đấy là phần luyện tập 2. Bây giờ chúng ta sẽ có phần thực hành này. Cho đường thẳng A và điểm M không thuộc đường thẳng A. Hãy vẽ cho cô đường tròn tâm M tiếp xúc với đường thẳng A. Rồi, bây giờ các bạn quan sát nhá. Đây. Cho đường thẳng A và điểm M nó không thuộc đường thẳng A. Đúng không? Hãy vẽ đường tròn tâm M tiếp xúc với đường thẳng A. Vậy cách vẽ như thế nào? Đầu tiên cô sẽ có từ M này cô kẻ vuông góc này. Kẻ MH vuông góc với đường thẳng A này tại điểm H. Rồi, khi đó cô sẽ vẽ đường tròn tâm M bán kính MH. Đấy, rồi thì vậy khi đó cô sẽ được là đường tròn tâm M tiếp xúc với đường thẳng A thôi nhá. Cứ từ M này chúng ta kẻ vuông góc với đường thẳng A này tại điểm H. Sau đó vẽ đường tròn tâm M bán kính MH là được. Đấy là phần thực hành của chúng ta và cũng là phần thứ hai, dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn. Và tiếp theo thì cô sẽ và các bạn sẽ cùng đi sang cái phần cuối cùng trong bài học ngày hôm nay, đó là phần số 3. Đấy là gì đấy? Hai tiếp tuyến cắt nhau của một đường tròn, xem nó sẽ có các tính chất như thế nào nhé. Tiếp theo chúng ta cùng sang cho cô phần thứ 3, đó là hai tiếp tuyến cắt nhau của một đường tròn. Rồi, vậy thì hai tiếp tuyến cắt nhau của một đường tròn thì nó sẽ có các tính chất như thế nào? Thì chúng ta sẽ có phần định lý 2 như sau nhé. Đây cô cho đường tròn tâm O. Đấy, các bạn quan sát này. Và ở đây cô có như sau là cô gọi PB và PC chính là hai tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Đấy, và hai đường tròn này là hai tiếp tuyến này nó cắt nhau tại một điểm, đấy là điểm P. Vậy thì khi đó cô sẽ có các tính chất như sau. Thứ nhất là điểm P nó sẽ cách đều hai cái tiếp điểm này. Đấy, tức là PA của cô PB của cô sẽ bằng PC. Đấy, được chưa? Rồi, bây giờ cô sẽ có như sau. PB này sẽ bằng PC. Tiếp theo, tính chất thứ hai là PO này chính là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến, tức là PO nó sẽ là tia phân giác của góc BPC. Đấy, tức là chúng ta sẽ suy ra cho cô góc BPO này nó sẽ bằng góc CPO. Hai góc này sẽ bằng nhau nhé. Tiếp theo là tính chất thứ ba là OP, chính là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính đi qua các tiếp điểm. Tức là ở đây cô sẽ có hai cái góc nào sẽ bằng nhau? BOP sẽ bằng góc COP. Đấy, hai góc này bằng nhau, được chưa? Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cho cô các cái tính chất này để đi làm cho cô một số bài tập như sau nhé. Bài tập đầu tiên là bài số 5.21 trong sách giáo khoa. Các bạn quan sát cho cô này. Đây, cô sẽ cho đường tròn tâm O đi qua ba đỉnh ABC của một tam giác cân tại A. Chứng minh rằng đường thẳng đi qua A và song song với BC là một tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có như sau. Đây, các bạn quan sát cô cho đường tròn tâm O này. Nó đi qua ba đỉnh A, B và C của tam giác ABC cân tại A, đúng không? Rồi, thế thì bây giờ chúng ta phải đi chứng minh cho cô rằng là đường thẳng đi qua A và song song với BC là một tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Thế thì cô sẽ gọi cái đường thẳng đi qua A và song song với BC này cô gọi là đường thẳng D như trên hình vẽ, thấy chưa? Rồi, bây giờ chúng ta phải đi chứng minh D này chính là một tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Vậy để chứng minh nó là tiếp tuyến của đường tròn tâm O thì chúng ta phải đi chứng minh cho cô đường thẳng D này nó phải vuông góc với bán kính OA tại tiếp điểm A, đúng nhỉ? Đấy là cái mà chúng ta cần phải đi chứng minh. Rồi, vậy chúng ta sẽ chứng minh như thế nào? Thì các bạn quan sát cho cô nhá. Ở đây chúng ta có là AO này chính là trục đối xứng của đường tròn tâm O. Vì sao? Vì chúng ta thấy rằng là gì đây? Chúng ta thấy là AO này nó đi qua đâu nhỉ? Đi qua tâm O của đường tròn tâm O. Vì vậy, đây AO nó là một đường thẳng đi qua tâm. Vì vậy nó sẽ là trục đối xứng của đường tròn tâm O. Được chưa? Rồi, nó là trục đối xứng thì khi đó chúng ta lại thấy là tam giác ABC này là tam giác cân tại A. Vì vậy, chúng ta sẽ suy ra cho cô là B và C nó sẽ đối xứng với nhau qua AO. Đấy, vì sao như vậy? Vì các bạn thấy AO mà nó là trục đối xứng của đường tròn tâm O thì tức là gì? Chúng ta lại thấy là gì? Tam giác ABC là tam giác cân tại đâu? Cân tại A. Thì chúng ta thấy là trong tam giác cân thì gì đây các bạn? Thì cái trục đối xứng của cái tam giác cân này chính là đi qua cái đỉnh A này luôn, đúng không? Rồi, vậy tức là chúng ta sẽ suy ra B và C đối xứng với nhau qua AO. Rồi, sau đó tiếp tục chúng ta có gọi H chính là giao của A, O và BC. Thế thì khi đó chúng ta sẽ có cái gì? Khi đó chúng ta sẽ có là AH sẽ vuông góc với BC, đúng không? Rồi, AH vuông góc với BC mà BC chúng ta lại thấy là nó song song với đường thẳng D rồi. Vừa nãy cô gọi rồi, đúng không? Rồi, đấy, vì vậy mà chúng ta sẽ suy ra cho cô ở đây là AH sẽ vuông góc với đường thẳng D. Đấy, hay chính là AO vuông góc với đường thẳng D tại điểm A. Thế D nó vuông góc với AO tại điểm A này thì D sẽ là tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Chưa? Rồi, đấy là phần bài 5.21 của chúng ta. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang cho cô bài 5.23 nhé. cho SA và SB là hai tiếp tuyến cắt nhau của đường tròn tơ mo. A và B là hai tiếp điểm, gọi M là một điểm tùy ý trên cung nhỏ AB. Tiếp tuyến của đường tròn tơ mo tại M cắt SA tại E và cắt SB tại F. Chứng minh rằng chu vi của tam giác FEF sẽ bằng SA cộng SB. Rồi, vậy chúng ta sẽ chứng minh cho cô như thế nào? Các bạn quan sát cho cô ở đây, cô có này, SA và SB là hai tiếp tuyến cắt nhau nhé. SA, SB là hai tiếp tuyến cắt nhau tại S của đường tròn tơ mo, đúng không? A và B là hai tiếp điểm. Bây giờ cô có M là một điểm tùy ý trên cung nhỏ AB. Đây, M là một điểm tùy ý trên cung nhỏ AB. Rồi, tiếp theo, tiếp tuyến của đường tròn tơ mo tại M. Đấy, tiếp tuyến của đường tròn tơ mo tại M, nó cắt SA tại E, còn cắt SB tại F. Đây, các bạn quan sát. Rồi, tức là chúng ta thấy EF này chính là tiếp tuyến của đường tròn tơ mo tại điểm M, đúng không? Vậy EF này nó sẽ vuông góc với MO này tại đâu? Tại M. Rồi, bây giờ phải đi chứng minh rằng chu vi của tam giác SEF sẽ bằng SA cộng SB. Vậy các bạn sẽ quan sát cho cô sẽ có như sau. Đấy, theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau nhá. Các bạn thấy là vì gì nhỉ? Đây cô có là vì. Các bạn thấy đây, EM và EA. Đấy, EM và EA chính là hai tiếp tuyến của đường tròn tơ mo, nó cắt nhau tại đâu đây? Tại E, đúng không? Vậy theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau, cô sẽ có là ME sẽ bằng EA. Đấy, EM sẽ bằng EA. Rồi, tương tự như vậy cô cũng sẽ có như sau này. Cô có là FM này. Đấy, FM là tiếp tuyến của đường tròn tơ mo tại điểm M. FB cũng là tiếp tuyến của đường tròn tơ mo tại điểm nào? Điểm B. Vì vậy hai tiếp tuyến này cắt nhau tại F thì cô cũng tương tự như vậy, cô sẽ có tính chất đó là FM sẽ bằng FB. Đấy, FM bằng FB tiếp nhá. Rồi bây giờ cô có chu vi của tam giác SEF thì chúng ta thấy chu vi của tam giác thì sẽ bằng ba cạnh cộng vào, đúng không? Đấy, nó sẽ bằng cạnh SE này cộng EF này cộng thêm SF, đúng không? Rồi vậy cô sẽ có như sau. Rồi ba cạnh này cộng vào. Bây giờ cô sẽ thay số nhá. SE thì cô sẽ vẫn giữ nguyên thôi. Đấy. Rồi, SF thì cô vẫn giữ nguyên, còn EF này cô sẽ phân tích ra được như sau. Đây, EF thì cô sẽ phân tích được thành này, EF các bạn quan sát nhá, sẽ bằng EM cộng với MF, đúng không? Thế mà EM này chúng ta lại có là EM nó vừa nãy chính là bằng EA trên này đây này, nó thay xuống. Còn MF này nó sẽ bằng FB, chúng ta thay ra nhá. Đấy, vậy ở đây cô sẽ thay EM này bằng SF này. Đấy, EM cô sẽ thay bằng EA, đây cô xin lỗi. EM thay bằng EA. Tiếp tục là MF thì cô sẽ thay bởi bằng là gì? FB. Đấy, đây. Rồi, sau đó cô sẽ thấy nhá, SE cộng với EA thì các bạn thấy nó sẽ bằng gì đây? SE cộng EA thì nó chính là bằng SA, đúng không? Còn SF cộng với FB thì chính là bằng SB. Vậy chúng ta sẽ thấy là nó sẽ bằng SA cộng SB. Điều phải chứng minh. Đấy là câu A của chúng ta. Tiếp theo là sang cho cô B. Câu B bây giờ giả sử M lại là giao điểm của đoạn SO với đường tròn tơ mo. Đấy, rồi. Và nhớ cho cô, bây giờ người ta yêu cầu chúng ta chứng minh rằng SE bằng SF. Vậy cô sẽ vẽ lại hình như sau nhé. Trong trường hợp B chúng ta có hình vẽ như thế này. Đấy, bây giờ M này nó chính là giao điểm của SO và đường tròn tơ mo. Thì các bạn lưu ý cho cô là M này nó vẫn là tiếp điểm các bạn nhé. Đấy, M này nó chính vẫn là tiếp điểm đấy. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có như sau. Để chứng minh được SE bằng SF, SE bằng SF thì cô sẽ đi chứng minh hai cái tam giác này bằng nhau này. Đấy, hai cái tam giác đó là SEM bằng tam giác SFM. Đấy, tại sao hai tam giác này bằng nhau? Thì cô thấy như sau. Các bạn thấy là SA và SB là hai tiếp tuyến cắt nhau của đường tròn tâm gì nhỉ? Tơ mo, đúng không? Nên hai góc này sẽ bằng nhau này. Đấy. Rồi tiếp theo chúng ta lại có SM là cạnh chung, đúng không? Rồi tiếp theo chúng ta lại có cái gì? Có góc này cũng gọi góc M1 này, bằng góc M2 đều bằng bao nhiêu độ? 90 độ. đúng không? Vậy hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp là góc cạnh góc, hoặc là mình có thể thấy là nó bằng nhau theo trường hợp là góc vuông, góc nhọn đấy, đúng không? Rồi, vậy thì khi đó chúng ta sẽ suy ra hai tam giác này bằng nhau. Hai tam giác này bằng nhau thì các bạn sẽ suy ra cho cô SE sẽ bằng SF nhé. Rồi cô sẽ có SA và SB chính là hai tiếp tuyến cắt nhau tại S, nên SO chính là tiếp phân giác của góc ASB, đúng không? Tức là góc S1 này suy ra cho cô sẽ bằng góc S2. Đấy, đây cô viết theo kiểu 3 chữ cái như thế này. OSA sẽ bằng góc OSB, hay chính là góc MSE bằng góc MSF, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta lại đi xét hai tam giác, đó là SEM, ME đấy, và tam giác SMF cô có như sau. Góc SME này bằng góc SMB đều bằng 90 độ. Tiếp SM là cạnh chung. Rồi tiếp theo hai cái góc là góc MSE bằng góc MSF rồi đấy. Hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp là góc cạnh góc. Vậy suy ra SE sẽ bằng SF, hai cạnh tương ứng. Rồi, điều phải chứng minh. Đấy cũng là bài 5.23 của chúng ta trong sách giáo khoa. Về nhà thì chúng ta sẽ làm cho cô các bài tập còn lại trong sách giáo khoa và sách bài tập. Sau đó thì đọc trước cho cô bài số 17, đó là vị trí tương đối của hai đường tròn nhé. Bây giờ cô Hạnh xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong bài số 17. Xin chào tất cả các em. Khóa học VietJack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của VietJack.